Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Gazer Việt Nam. Trong 40 năm hình thành và phát triển, đến nay thì Gazer đã khẳng định được vị thế của mình với thị trường máy lọc nước tại Nga và trên toàn thế giới. Trong đó thì sự phát triển vượt bậc và tiến bộ của Gazer nằm ở sự phát triển công nghệ lọc nước nano tiên tiến, và hãy khám phá ngay cùng tôi để tìm hiểu kỹ hơn nhé. Công nghệ máy lọc nước nano Gazer là công nghệ lọc thông minh và hiện đại với 4 cơ chế lọc: lọc cơ học, lọc hấp phụ, trao đổi ion và diệt khuẩn bằng nano bạc. Sự phát triển của công nghệ lọc Gazer bắt đầu từ năm 1980 khi Viện Phóng xạ Klopin, Liên bang Xô Viết thực hiện nhiệm vụ quân sự nghiên cứu vật liệu xử lý chất phóng xạ trên tàu ngầm nguyên tử. Kết quả của cuộc nghiên cứu đã được áp dụng để xử lý hậu quả của vụ thảm họa hạt nhân Chernobyl. Từ đó thì chất liệu argon được tổng hợp có khả năng lọc nước hiệu quả. Và trong năm 1986 thì thương hiệu Gazer chính thức ra đời, bắt đầu một thời kỳ về máy lọc nước nano, là tiền đề cho sự phát triển thành công và phát triển của tập đoàn Gazer hiện nay. Vào những năm đầu tiên thì những người sáng lập ra công ty Gazer đã bắt đầu phát triển và sản xuất máy lọc nước cho gia đình, khu công nghiệp dựa trên công nghệ lọc mới nhất của Nga. Trong 40 năm thì Gazer liên tục nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm, các công nghệ lọc mới và sản phẩm được biết đến rộng rãi hơn. Tại Việt Nam thì các dòng máy lọc nước công nghệ nano của Gazer được biết đến rộng rãi và được nhiều người đón nhận. Một số công nghệ được áp dụng trong máy lọc nước Gazer đó là công nghệ nano tổng hợp 4:1, công nghệ Catalon, công nghệ Ecota được ứng dụng vào các dòng sản phẩm như là Gazer Ecota, Gazer Typhoon, Gazer Matis, Gazer Euromer và gần đây nhất là các dòng máy lọc nước Gazer ion canxi như là Gazer Ecota 6 hay Gazer Ecota 8, Gazer Vosa 5. Đây là các dòng máy lọc nước với công nghệ nano lọc vượt trội dành cho khách hàng. Và sự ra đời của các argon đánh dấu bước phát triển quan trọng trong ngành lọc nước của thế giới. Argon là chất liệu đặc biệt có khả năng lọc nước rất cao, có thể loại bỏ các chất ô nhiễm phổ biến như là vi khuẩn, virus và các hạt nhân phóng xạ. Argon chính là đại diện tiêu biểu giúp cho công nghệ nano bạc trở nên đặc biệt và xử lý nước cực tốt. Và nano bạc có khả năng diệt khuẩn, kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn. Khi vi khuẩn đi vào lõi lọc, argon sẽ kích hoạt cơ chế lọc ngăn chặn sự quay trở lại xâm nhập của vi khuẩn với nguồn nước. Vật liệu lọc nước được tích hợp phân tử bạc kích thước từ 20 đến 30 nanomet. Khi nước qua khe lọc thì các phân tử nano bạc này sẽ có đủ thời gian để tiêu diệt vi khuẩn cho chất lượng nước đầu ra tốt hơn. Công nghệ lọc nước nano tích hợp trong các máy lọc nước Gazer chính là trải nghiệm tuyệt vời mà bạn nên sử dụng để mang lại nguồn nước tốt cho sức khỏe cho gia đình mình. Máy lọc nước nano Gazer cũng như là những sản phẩm máy lọc nước tiên tiến khác trên thế giới, nước sau khi qua máy có thể lọc sạch được hoàn toàn các loại vi sinh, vi khuẩn có trong nước như là arsen, amip, amoni, E. coli hay là khí clo, vi khuẩn đường ruột và bào tử khuẩn đã được kiểm nghiệm bởi Viện Pasteur Việt Nam. Nước sau khi lọc của máy lọc nước nano Gazer đã hoàn toàn đạt chuẩn QCVN 01-2009 của Bộ Y tế, WHO của Liên bang Nga và NFS của WHO, nên có thể thay thế hoàn toàn nước đun sôi và nước đóng chai bên ngoài. Và công nghệ lọc nước nano giúp cho nước uống trực tiếp, an toàn và giữ lại khoáng chất tốt cho cơ thể. Để lựa chọn được dòng sản phẩm máy lọc nước chính hãng thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 024-777-06686 hoặc truy cập vào website gazer.com.vn để được tư vấn thêm. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.